Phương Mỹ Chi 19 tuổi lên chức CEO, tậu nhà sắm xe xịn tặng bố mẹ. Phương Mỹ Chi có được sự thành công như hiện nay là nhờ sự dạy dỗ chỉnh chu và định hướng rõ ràng của bố mẹ. Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, hẳn không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Cô bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt và giành Á quân khi mới chỉ 10 tuổi. Thế nhưng được sự hỗ trợ của Quang Lê và nhiều bậc thầy đi trước, cô bé vẫn dần có sự nghiệp vững chắc. Không chỉ vậy, số tiền cát xê mà Phương Mỹ Chi kiếm được đã giúp gia đình cô bé quê em mùa nước lũ đổi đời. Được biết, theo tiết lộ của cha nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi được nhiều chương trình ca nhạc trong và ngoài nước mời biểu diễn với mức cát xê rất cao. Có những show lên tới 6.000 USD một show, tương đương khoảng 140 triệu đồng, và mỗi lần đi lưu diễn thường nhận 3 show. Cũng từ những số tiền tích góp được đã giúp Phương Mỹ Chi đổi nhà cho bố mẹ chỉ sau 2 năm ca hát. Sau những năm ca hát, tôi cũng tích góp được tiền để mua nhà cho gia đình. Nhưng như thế chưa đủ, nhiều anh chị em nghệ sĩ mua nhà sau 1 năm đi hát, còn tôi cũng phải mất tới 2 năm mới mua được. Những năm sau này tôi tập trung cho công việc, các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh của mình nên chưa chăm lo được nhiều cho gia đình, Phương Mỹ Chi từng chia sẻ. Không chỉ vậy, cả bố mẹ và Phương Mỹ Chi thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những bộ quần áo đẹp đẽ, trang sức đắt tiền, chuyến du lịch sang chảnh hay phong cách sống trẻ trung của giới trẻ. Cả gia đình cũng đã có xe hơi do Phương Mỹ Chi mua để đi lại, tiện cho công việc. Phương Mỹ Chi hiện tại cũng đã tách ra khỏi công ty của cha nuôi Quang Lê, tự thân vận động trên con đường của chính mình. Có thể nói Phương Mỹ Chi có được như ngày hôm nay nhờ vào sự dạy dỗ chỉnh chu và định hướng đúng đắn của bố mẹ ngay từ khi cô bước chân ra khỏi giọng hát Việt nhí. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được sự quan tâm sát sao từ cha nuôi Quang Lê.